Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Các em thân mến, ở trong nội dung video này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng mình trừ các số trong phạm vi 10 bằng cách là đếm bớt, chính là sử dụng ngón tay. Mời bố mẹ và các em học sinh tham khảo. Chúng ta cùng vào hướng dẫn như sau. Chúng ta có phép tính là 7 trừ 3 bằng 4 và tại sao lại ra 4? Thì cách làm như sau. Trừ 3 chúng ta xòe ra 3 ngón tay. Trừ 3 xòe sẵn 3 ngón tay. Sau đó, đây là phép trừ thì chúng ta sẽ đi đếm lùi. Đếm lùi là đếm từ lớn đến bé và bắt đầu từ số 7. Chúng ta cùng đếm lùi. 7, 6, 5, 4. Tức là 7 đếm lùi bớt đi 3 thì ta sẽ còn lại là 4. Chúng ta cùng thực hiện lại nào. 7 trừ 3, trừ đi 3, xòe ra 3 ngón tay. Đếm lùi từ lớn đến bé bắt đầu từ số 7. 7, 6, 5, 4. Vậy 7 trừ 3 bằng 4. Sau đây mời các em chúng ta đến với hai nhỏ, đó là ví dụ minh họa. Ví dụ 1, điền số tích hợp. Phép tính 8 trừ 1 bằng mấy? Trừ 1, xòe 1 ngón tay. Chúng ta đếm lùi bắt đầu từ 8. 8, 7. Như vậy 8 trừ 1 bằng 7. Tiếp theo, 7 trừ 2 bằng mấy? Trừ 2, chúng ta xòe 2 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 7. 7, 6, 5. Như vậy 7 trừ 2 bằng 5. Phép tính tiếp theo, 9 trừ 3. Trừ 3 xòe 3 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 9. 9, 8, 7, 6. Vậy 9 trừ 3 bằng 6. Phép tính tiếp theo, 5 trừ 3. Trừ 3 xòe 3 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 5. 5, 4, 3, 2. Như vậy 5 trừ 3 bằng 2. Phép tính tiếp theo, 6 trừ 4. Trừ 4 xòe 4 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 6. 6, 5, 4, 3, 2. Vậy 6 trừ 4 bằng 2. Phép tính tiếp nào, 8 trừ 2. Trừ 2 xòe 2 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 8. 8, 7, 6. Vậy 8 trừ 2 bằng 6. Thay cho mình cùng chuyển sang ví dụ số 2. Ví dụ 2 khó hơn, điền số tích hợp để hoàn thành dãy phép tính sau. Ở đây chúng mình lưu ý là thực hiện phép tính theo chiều mũi tên, tức là từ trái sang phải nhé. 8 trừ 3. Trừ 3 xòe 3 ngón tay. Đếm lùi bắt đầu từ 8. 8, 7, 6, 5. Vậy 8 trừ 3 bằng 5. Tiếp theo, 5 cộng mấy bằng 7 đây? Thì mỗi lần đếm thêm, cộng là đếm thêm. Đếm thêm, chúng ta xòe thêm một ngón tay. Mỗi lần đếm thêm, 5, 6, 7. Như vậy, chúng ta xòe thêm 2 ngón tay. Ta có 5 cộng 2 bằng 7. Cùng kiểm tra lại trước đã nào. 5, 6, 7. Đúng rồi, 5 cộng 2 bằng 7. Tiếp tục, 7 trừ 4. Trừ 4, xòe 4 ngón tay. Đếm lùi, ở đây phép tính trừ thì chúng mình phải đếm lùi nhé. 7, 6, 5, 4, 3. Vậy 7 trừ 4 bằng 3. Phép tính cuối cùng, 3 cộng 3 bằng mấy? Cộng thì ta đếm thêm. Cộng 3 xòe 3 ngón tay. Đếm thêm bắt đầu từ 3. 3, 4, 5, 6. Vậy 3 cộng 3 bằng 6. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong ví dụ số 2. Các thân mến, trong video này thì thầy đã hướng dẫn chúng ta trừ các số trong phạm vi 10 bằng cách là đếm bớt, đó chính là sử dụng ngón tay. Kem về kem rèn luyện thêm nhé. Thầy chúc kem học tốt. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.